Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam Airlines, Vietjet Air và Jetstar Pacific nghiên cứu xây dựng các phương án giảm giá, xuất bán nhiều loại vé giá thấp. Theo Cục Hàng không Việt Nam, đến thời điểm 31 tháng 12, 2015, giá nhiên liệu bay Jet A1 vẫn tiếp tục giảm. Điều này có tác động tích cực đến thị trường vận tải nói chung và thị trường vận chuyển hàng không nói riêng. Vì vậy, Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục yêu cầu các hãng hàng không nghiên cứu xây dựng các phương án giảm giá, xuất bán nhiều loại giá vé thấp tạo điều kiện hơn nữa cho người dân tham gia giao thông đường không. Các hãng hàng không phải triển khai thực hiện và báo cáo về cục trước ngày 10 tháng 1. Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã điều chỉnh giảm mức tối đa giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa hàng phổ thông và các hãng hàng không cũng đã kê khai áp dụng nhiều mức giá thấp trên đường bay nội địa, đồng thời đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi với mức giá vé đặc biệt, có loại vé tặng cho khách hàng.